Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một số các cái kiểu danh sách mà Python cung cấp cho chúng ta. Thì để minh họa thì chúng ta sẽ tạo ra một số các cái dòng code để chúng ta tìm hiểu. Ở đây là cái loại mà đơn giản nhất mà các bạn hay hay gặp. Ở đây mình có một cái danh sách list như sau. Một cái list. Thì ở đây các bạn thấy là nó một cái danh sách ấy, thì nó cái kiểu list ấy, thì nó có dạng kiểu là đóng mở ngoặc như thế này, đóng mở mặc vuông, và các cái phần tử nó sẽ cách nhau bởi dấu phẩy. Thì ở đây mình có một cái danh sách dạng kiểu list. Bây giờ mình sẽ in cái list này ra màn hình cho chúng ta xem. Ok, Ctrl F, Ctrl Shift R thì chúng ta có cái danh sách này. Rồi có một cái loại nữa, đó là cái loại mà tuple list. Thì cái loại này ấy, thì nó giống như cái loại trên này, nhưng mà nó không phải là đóng bằng dấu ngoặc vuông mà nó đóng bằng dấu ngoặc tròn như thế này. Thì cái đặc điểm của cái thằng tuple list này nó khác với thằng trên ấy, là các cái phần tử này là nó không không thể các bạn không thể thay đổi. Nếu các bạn thay đổi thì nó sẽ báo lỗi ngay. Ví dụ là các bạn định thay đổi nó, ví dụ phần thay đổi phần tử số 0 này bằng 5 chẳng hạn. Ok, các bạn Ctrl F, Ctrl Shift R thì nó báo lỗi ngay. Vì các bạn không được quyền thay đổi các cái phần tử, giá trị các phần tử trong cái danh sách kiểu tuple này. Đấy, còn cái thằng này thì các bạn thay đổi thoải mái ở bên trên này nếu các bạn sử dụng ngoặc vuông. Rồi có một loại danh sách nữa là danh sách setlist, thì nó cũng tương tự như thế này, nhưng mà nó các bạn thấy đặc điểm của nó là nó dùng cái dấu ngoặc nhọn. Đây, copy cái thằng này xuống đó. Ok, cái loại setlist này thì các bạn thấy là nó có một cái đặc điểm là nó sử dụng dấu ngoặc nhọn và nó không không có cái chỉ số giống như hai cái thằng này. Ví dụ hai cái thằng bên trên này thì các phần tử đầu tiên thì nó xếp chỉ số là 0, 1, 2, 3, 4 tương tự như thế, và mình muốn in cái chỉ số ra thì các bạn chỉ việc ấn print. Sau đó ví dụ mình lấy thằng tuple list này, xong mình đưa một cái chỉ số, ví dụ mình đưa cái chỉ số đầu tiên là chỉ số 0 vào. Rồi bây giờ mình sẽ comment cái thằng này lại. Rồi bây giờ mình in thằng này ra, Ctrl Shift R. Thì các bạn thấy là nó in cái phần tử đầu tiên. Bây giờ mình thay cái thằng này là thằng list. Đấy. Rồi mình Ctrl S, Ctrl Shift R. Thì các bạn thấy nó vẫn in ra số 1. Bây giờ mình thay cái thằng này bằng setlist. Ctrl F, Ctrl Shift R. Thì các bạn thấy nó báo lỗi ngay. Bởi vì cái kiểu này là kiểu set, danh sách là kiểu set, thì mà sử dụng cái dấu ngoặc nhọn này nó không hỗ trợ có cái chỉ số như thế, cho nên các bạn gọi chỉ số nó không xác định, nó lung tung và nó không có cái chỉ số để chúng ta gọi ra. Thì đấy là đặc điểm của cái thằng setlist. Okay, cái loại tiếp theo, danh sách tiếp theo là cái loại dictlist, là cái loại giống như từ điển mà mình đã có nói rồi đấy. Thì cú phép của nó là dấu ngoặc nhọn, sau đó cái key, mỗi một phần tử thì bao gồm key và một cái giá trị. Đấy, tương tự như thế, B 2.4. Ok. Đó. Các bạn có thể tạo thêm các cái phần tử khác, ví dụ như C 2.7. Ok. Đấy. Thì đây là một dạng danh sách kiểu list, thì nó tồn tại hai cái giá trị, một là mỗi phần tử gồm có key và giá trị của nó. Thì cái này trong cái bài trong các video trước thì mình đã có nói rồi, thì các bạn nhớ nó có bốn cái, trong Python nó có bốn cái kiểu danh sách như thế này, và các bạn phải nhớ để chúng ta sử dụng nó. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.